Ngày 28 tháng 12 năm 1984 Từ trận địa năm 47 Trở về hậu cứ Đóng ngay ở nhà nghỉ Sianuk, Núc Mở dương bỏ vào ba lô một quyển nhật ký Vài thứ lặt vặt Và một bộ đồ K74 đã mặc Còn khá lành lặn Tài sản quý nhất của lính trận bọn tôi Bộ đồ đó so với bây giờ Nó không có giá về vật chất Nhưng với chúng tôi lúc đó Là của dự phòng vô cùng quý giá Nếu không may bị tử thương Còn có những kỷ vật khi các đồng đội còn sống trở về Lục ra gói lại cẩn thận Gửi về trên Chuyển về tổ quốc Trao tận tay cho gia đình Cầm lưỡi lê khắc lên báng súng Vạch thứ hai kỷ niệm trận đánh đó Thêm một lần bắt tay các đồng đội Ở lại bảo vệ cứ Tạm biệt đại đội 10 Nhìn vách tường nhà nghỉ xe núc Hoàng phế rong rêu theo thời gian Nơi có bờ hồ Mà hồi đó có một chú mang thất lạc Kêu giống thảm thiết đi tìm con mà thấy chạnh lòng nhìn lại bãi đậu tăng gia của đơn vị nhớ về anh dương nghênh người phù cát bình định đã từng bắn một con nai trà mà hai người khiêng con nai ấy vào tới đơn vị thấy mệt nhoài chia thịt cho cả đại đội 12 cùng ăn được một bữa mà lính trắng hay nói đùa là bữa ăn ấm chân răng chia tay cái nơi mà bọn pol pot dùng hỏa tiễn 12 bắn xuống đội hình tiểu đoàn 3 đóng quân tiếng giống như những con bò kêu Tiếng hú đặc trưng của hòa tiễn H-12 Chưa kịp chui hầm nó đã nổ ngay Vũ điệu tử thần mà địch cho chúng tôi thưởng thức Không kể giờ giấc, nghe chán đến nỗi Chúng tôi chả cần phải xuống hầm nữa Cứ nghĩ bắn chưa chắc đã trúng Chúng chưa chắc đã chết Mà chết thì là hết thôi Tới đó, những người lính chúng tôi nghĩ đơn giản và liều mạng đến như vậy. Qua ba lô quay về hậu cứ trung đoàn 95 giao súng cho quân khí vội cầm những giấy tờ cần thiết nhận một ít gạo sấy làm hành trang lên đường vượt qua đại đội 18 tám trạm xá trung đoàn 95 trở về sư đoàn bộ sư đoàn 307 đóng ở xa em cung đường an toàn nhất trong các cung đường mà sư đoàn 307 đảm nhiệm một cung đường bằng phẳng với những tán cây cổ thụ vươn mình như muốn che lấy bầu trời những tán lá ken dày xen kẽ đến nỗi dù 12 giờ trưa nhưng khó có ánh nắng chiếu xuống mặt đất được Một khu rừng đẹp tuyệt Đến mê hồn Giữa tuyến đầu chiến tuyến Bám theo xe sư bộ 307 Về tới Tà Pen xuống xe Chúng tôi cuốc bộ bằng đôi chân vạn dặm Quen đi của những người lính trận Xôi về chip Đi qua cung đường Phung Rồi đá Không một thứ vũ khí trên tay Mà cảm thấy lạnh mình Cái cung đường đó Một thời đã lấy đi sinh mạng Lấy đi biết bao đôi chân của những người lính cung đường tử thần một thời Về đến huyện Lị Chíp Xin đi nhờ xe bạn xuống tới Sở Tung Trang Hai năm Chỉ biết mùa súng đạn chết chóc Không một bóng đàn bà Con gái giờ nhìn thấy tràn ngập Các bóng hồng xuôi ngược phố thị Mà hoa hết mắt Sao các em đẹp đến như vậy Làm rung động sao xuyến trái tim tâm hồn Của những thằng lính rừng Tuổi đôi mươi mười tám Trai sạn trong chiến trận Nhưng vô cùng rung động và đầy cảm xúc trước vẻ đẹp của các em xứ sở chùa tháp với những vũ điệu asara mê hoặc lòng người nhập trường và học tập sáu tháng thanh bình nhất trong cuộc đời lính trận với những giấc ngủ không một tiếng súng kẻ thù không một cảm giác của sự chết chóc sáu tháng đó cũng quá nhanh tháng mười cùng năm tôi cùng đồng đội quay trở lại vùng chiến sự tôi về lại tiểu đoàn ba k ba trở về đại đội chín chuẩn bị cho trận đánh sáu bảy bảy lần thứ hai hai tháng cho sự chuẩn bị đánh đó mọi thứ bông băng cá nhân vũ khí đạn dược thuốc men thực phẩm đã sẵn sàng chiều ngày mùng năm tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đại đội chín chúng tôi lặng lẽ hành quân trong đội hình tiểu đoàn hướng về cao điểm bốn trăm hai mươi tám nơi tiểu đoàn hai chấn giữ hội tụ cùng các đơn vị phối thuộc khác chuẩn bị lần cuối cùng cho trận đánh đêm ngày mùng tám tôi nhớ từ một bãi đá rất rộng nửa đêm Tiểu đoàn 3 chúng tôi chia ra các mũi tiền nhập vào các mục tiêu đã định. Đại đội 9 chúng tôi do trinh sát trung đoàn và trinh sát tiểu đoàn dẫn vào mục tiêu đảm nhiệm. Đoạn đường chúng tôi vận động vào gặp quá nhiều chướng ngại vật mà địch đã bố trí phòng thủ. Chúng chặt cây ngã lớp này trồng lên lớp nọ tạo thành một hàng rào kết hợp trồng mìn sen kẽ gây khó khăn cho đại đội 9. Trong lúc thông nhập khoảng 4 giờ sáng từ hướng đại đội 11 một tiếng nổ chát chúa vang lên hàng loạt ak hỏa lực cùng nổ vang dội trận đánh đã lộ yếu tố bí mật bất ngờ sẽ quyết định thắng năm mươi phần trăm đã không còn nữa đại đội chín bắt đầu vận động hết sức có thể của những người lính để vào đánh chiếm mục tiêu địch bung ra thông hào chúng tập trung cả sung hỏa lực bắn xối xả vào đội hình đại đội chín bịt kín tất cả những chỗ chúng tôi tấn công ngay từ phút đầu thương vong đã xảy ra với các đồng đội của chúng tôi Không thể tiến lên được trong một cái thế vô cùng bất lợi Chúng tôi lợi dụng địa hình, địa vật nằm tại chỗ bắn nhau với Sereka Hàng ngàn tiếng nổ của đoàn 2 từ đôi mỏ vịt đánh xuống Từ đoàn 3 đánh ép từ bãi mìn Cùng đạn pháo của hai bên nổ rền vang trận địa Tạo thành một lưới lửa bao quanh những người lính Tôi nhớ khi chúng tôi tiến lên Được cấp trên có cho một tiểu đoàn 5, trung đoàn 94 làm thê đội dự bị cho trận đánh. Thời gian mấy chục năm, không biết có phải là trung đoàn 94 tăng phái không. Đánh vào bên hông trận địa, chia lửa cùng chúng tôi. Chưa đầy nửa tiếng sau, tiểu đoàn đó cũng bị tê liệt, không nhích lên được. Phải nói rằng, tôi cùng các đồng đội đã từng đánh đôi trận với bọn Pol Pot, mới thấy bọn Pot trong đánh nhau, chúng cũng rất bản lĩnh, không kém gì quân ta. Còn tụi CDK này, có vẻ nhút nhát hơn Nhưng trong bước đường cùng Như chó cùng bứt rộng Chúng chống trả điên cuồng Không kém gì quân bốt Một ngày chiến đấu với tụi này Không kịp uống một ngụm nước Không một chút gì ở trong bụng Những người lính chúng tôi mệt nhoài Dã rời thể xác Ai bị thương thì tự bong bó Tự lo liệu cho mình Đồng đội hy sinh tạm thời nằm đó Chưa thể lấy xác đưa về phía sau được Khi tình thế bất lợi Địch bắn như mưa Chút nước về hướng đơn vị Chúng tôi nằm tại chỗ chống cự với bọn chúng. Khoảng 4 giờ chiều, từ trận địa địch, Bắc Loa kêu gọi bằng tiếng Việt. Quân Việt Nam nghỉ ăn cơm chiều, mai đánh tiếp. Trận địa tạm thời im tiếng súng. Khi màn đêm sắp buông xuống, tôi mới bỏ tới từng người trong trung đội ra ký hiệu. Ở chỗ nào, ở chỗ đấy, không được rời vị trí trở lệnh. Tôi trườn mình tại chỗ. Anh Ngô Hồng Khoan đi cùng với tôi. Anh cùng quê Vũ Yên. Cố kéo anh vào một gốc cây vuốt mắt anh mấy lần Mới thấy anh khép mắt lại Anh bị địch bắn viên đạn M16 Xuyên vào tim Máu loang cả túi áo anh Ướt hết những tấm hình vợ con mang theo Mà trước khi hành quân Tôi hỏi anh Mang cái gì trong túi mà nhiều vậy Anh nói rằng Sợ ở trận này mất hết hình ảnh vợ con Nghe anh nói Mà lòng tôi trùng xuống Phải chăng một cái chết được báo từ trước Sau này Gần một tháng sau đó từ trận địa 677, từ đoàn 3 chúng tôi tiến đánh cao điểm 612, trận ngã ba biên. Sau trận đánh đó, khi trở về hậu cứ, tôi có viết cho vợ anh một lá thư nhằm báo cho chị biết ngày giờ anh hy sinh để dỗ đầu cho anh. Vì chờ cho tổ chức báo về trên giấy tờ ít nhất là một năm mới biết tin anh mất. Cánh thư báo tử đó có đoạn tôi viết mà đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi. Than ôi, mịt mù mây bạc, che đỉnh vi hia lạc đác mưa xa tuôn rừng đất bạn tôi vô cùng đau đớn báo cho chị cái tin xét đánh ngang tai rằng anh đã hy sinh ngày tháng lá thư ấy có dịp về trung đoàn tôi gửi cho một sĩ quan đi phép về lê Cư gửi vào bưu điện chuyển về gia đình không biết thời điểm đó chị có nhận được lá thư đó hay không trở lại với câu chuyện tối hôm đó địch mở rất nhiều máy cắt xét vang cả trận địa trong suốt một đêm không biết chúng mở làm chi Sau này khi chiếm được trận địa mới biết Chúng mở máy nghi binh Tối đó để rút chạy 5 giờ sáng hôm sau Trung đoàn trưởng Hoàng Trọng Tuấn Trực tiếp đi cùng với trinh sát trung đoàn Xuống động viên đại đội 9 Và giao nhiệm vụ cho chúng tôi Phải chiếm được cho trận địa này Chấp hành lệnh Tôi dẫn trung đội 3 vượt cầu đánh chiếm trận địa Cây cầu mà suốt ngày mùng 8 tháng 12 năm đó Địch dùng tất cả sông hỏa lực bịt kín chặn chúng tôi tấn công vào một cây cầu dài chưa đầy 20 mét nếu bình thường chúng tôi vượt qua chưa đầy một phút triển khai từng người bỏ qua nếu địch tấn công sẽ bắn hỗ trợ cho đồng đội đánh chiếm đầu cầu làm bàn đạp cho đại đội tấn công 15 phút cực kỳ căng thẳng nhích từng chút một vượt qua cầu lọt vào giao thông hào của địch tôi triển khai từng đồng đội tàn ra theo từng đoạn giao thông hào để đánh địch khi qua một khúc cua nghe một tiếng rên của bọn địch, trong hầm chữ A, tôi bắn vào trong đó một loạt đạn AK. Sau này, khi lôi ra mới biết, thằng địch này bị thương không kịp rút đi. Sau khi tạo thanh xong trận địa, không thấy thằng địch nào nữa. Từ bên kia đồi mỏ vịt, hướng tiểu đoàn 2, bắn 3 phát AK, tôi đáp trả lại hai phát. Theo hiệp đồng tác chiến, 2 cộng 3 bằng 5 tiếng súng ấy là quân mình. Kết thúc một trận đánh sau một ngày một đêm vô cùng ác liệt. Nhai một vài miếng gạo sấy, uống vội một chút nước để cầm hơi, chờ lệnh của cấp trên. Chúng tôi giữ chặt cứ điểm này, tạo điều kiện cho mặt trận đưa tăng và pháo vào trận địa, chuẩn bị cho trận đánh ngã ba biên. Sau này rút kinh nghiệm nghe nói như vậy, chưa thiệt tình, chúng tôi chỉ biết đánh theo mục tiêu của đơn vị giao. Theo lịch sử của sư đoàn 307, tổng kết trận đó, trung đoàn 95 cùng các đơn vị khác chiếm toàn bộ căn cứ vùng 101 của địch phá hủy toàn bộ kho tàng, thu toàn bộ vũ khí quân dụng của địch, diệt 161 tên, bắt sống 13 tên. Gần một tháng sau đó, từ nơi trận địa 677 này, tiểu đoàn 3 chúng tôi chuẩn bị nhân lực vũ khí xuất phát đi đánh ngã Ba Biên. Trận đánh ngã Ba Biên ngày 7 tháng 1 năm 1985, cao điểm 612, ngày 8 tháng 12 năm 1984, sau hai ngày một đêm chiến đấu trung đoàn 95 sư 307 cùng các đơn vị tham chiến chúng tôi chiếm được cứ điểm 677 không ở lại trận địa tránh tình trạng Thái Lan sẽ dùng pháo binh và không quân phá hủy cứ điểm này gây thương vong lớn cho ta nhận lệnh chúng tôi lên các điểm cao sung yếu củng cố nơi ở đánh địch phản kích lặng lẽ đón Giáng sinh chuẩn bị nhân lực tài lực cho trận đánh ngã ba biên 20 ngày ở cứ điểm này, mọi thứ, những người lính chúng tôi đã sẵn sàng. Lực lượng tham gia của trận đánh này chủ yếu là tiểu đoàn 3, được tăng cường một đại đội của tiểu đoàn 407 đặc công quân khu 5. Một trung đội thông tin, một trung đội trinh sát, một đội phẫu thuật và đại đội vận tải 19. Chỉ huy trận đánh này, anh Trần Quang Biểu, tiểu đoàn trưởng, anh Lê Ngọc Dung, tiểu đoàn phó quân sự, anh Hà Minh Thám, tiểu đoàn phó chính trị, chỉ huy chung là anh Trần Thìn, phó tham mưu trưởng trực tiếp đi cùng tiểu đoàn. Tôi nhớ khoảng 8 giờ sáng ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 1984, nhận lệnh chúng tôi xuất phát hành quân. Theo phân công của tiểu đoàn, đại đội 9 sẽ đi khóa đuôi đội hình tiểu đoàn, chặn đánh địch bu bám đội hình. Để toàn lực lượng chủ yếu luồn sâu vào đất Thái Lan, tiến hành đánh cao điểm 612, chặn địch rút chạy về Thái Lan. Khi bị sư đoàn 315 và sư đoàn 2 cùng các đơn vị phối thuộc khác tấn công. Nhiệm vụ này của tiểu đoàn 3 chúng tôi lúc đó thật hết sức nặng nề. Với một tiểu đoàn 3 nằm sâu trong đất địch, đơn độc, một mình chặn đánh tất cả các lực lượng địch rút chạy sẽ vô cùng khó khăn với tiểu đoàn 3. 6 ngày đêm cho cuộc hành quân đó, với địa hình vô cùng phức tạp, phải vượt qua những bãi mìn, những dốc núi cao, có chỗ phải leo lên bằng thang, đu bằng dây vượt qua nhiều dốc núi treo leo. Chưa đầy một tháng, những người lính tiểu đoàn 3, trung đoàn 95 chúng tôi tham chiến với hai trận đánh liền kề. Hầu như đã vắt kiệt sức những người lính bộ binh chúng tôi. Nếu không có một chút bản lĩnh, có lẽ chúng tôi đã gục ngã trong cuộc hành quân gian khổ đó. Sáng ngày 6 tháng 1 năm 1985, trên đường hành quân, tôi phát hiện một thằng địch từ dưới triển đồi đi lên đâm xuyên qua đội hình tôi ra ám hiệu địch tất cả ngồi xuống chờ thằng địch vừa bước lên gần đội hình tôi chĩa súng vào nó nó sợ quá bỏ súng giơ tay đầu hàng giao tên địch này cho tiểu đoàn tôi cùng trung đội 3 ở lại phục kích và xóa toàn bộ dấu vết hành quân 7 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 1 năm 1985 khi vừa dẫn đội hình trung đội 3 lên đỉnh 612 địch từ cao điểm 531 nổ súng bắn xối xả vào đội hình đại đội 9. Chúng tôi quay lại, triển khai đội hình tấn công, dồn ép địch xuống con suối, dưới chân cao điểm 612, bắt tù binh. Từ đây, xảy ra một tình huống ngoài ý muốn, mà sau này câu chuyện đó lan truyền tam sao thất bạn ra toàn trung đoàn. Khi dồn địch xuống khe suối, hầu như chúng đều buông súng đầu hàng. Do địch quá đông, trong đó có cả vợ con chúng. Ý định tôi chỉ bắt và trói đàn ông, và đàn bà trẻ nhỏ thì không cần trói. Tự chúng sẽ theo cha mẹ chúng khi chúng tôi dẫn đi. Tôi mới bố trí ba đồng chí cảnh giới, hướng cao điểm 531, còn lại vào bắt tù binh. Tôi cầm cầu AK hướng về số tù binh, vừa triển khai anh em trói lại. Có một cô bé cúi xuống bồng đứa trẻ lên, thì đồng đội trưởng có đánh cô bé này một cái. Khi đó một thằng địch bung dậy nhào tới bóp bộ hạ anh trường. Nếu bắn thì Trường cũng sẽ chết Chưa biết xử lý như thế nào Thì anh Thành mới dùng báng súng đánh vào đầu nó Đau quá nó mới thả bộ hạ anh Trường ra Chậm một chút nữa chắc anh sẽ chết Câu chuyện này nếu anh Trường có đọc cũng thông cảm Vì nó là sự thật trong trận đánh đó Từng nét sợ hãi lộ trên khuôn mặt của địch Việc đầu tiên là chúng tôi trích một số gạo sấy Mì tôm ít ỏi mang theo cho số tù binh này ăn Dù sao, khi họ buông súng, không làm tổn hại đến chúng tôi, vì lòng nhân đạo và chính sách tù hàng binh. Chúng tôi dù có đói cũng cho họ và con em họ ăn uống một cách đầy đủ nhất. Có thể trong điều kiện chiến trường, đó là tình người mà chúng tôi đối xử với họ một cách nhân đạo. Chắc họ cũng biết rằng, một khi quân đội Việt Nam không may rơi vào tay họ, chúng sẽ giết chúng tôi bằng những hình thức dã man nhất. Trong trận đánh 677 lần 2, khi chiếm được cứ điểm này, chúng tôi có lấy được một số tấm ảnh, địch hành hình dã man một đồng đội tiểu đoàn 407 đặc công quân khu, đi địa hình lọt vào tay giặc. Chính vì hiểu rõ kẻ thù, bao giờ chúng tôi cũng để lại một viên đạn cuối cùng, viên đạn dành cho chính mình, trong cái thế bất khả kháng, chứ nhất định không để cho kẻ thù bắt sống. Sau đó, chúng tôi giao số tù binh này cho tiểu đoàn. Một tình huống nữa lại xảy ra, mà sau này nhiều đồng đội hỏi tôi không nói. Đến nay, đã hơn 40 năm, chiến tranh chỉ còn là ký ức, tôi mới nói lên câu chuyện này. Trong số tù binh đó, có một cô bé tuổi khoảng 18 đôi mươi gì đó. Cô bé này phải nói là rất đẹp, vẻ thánh thiện, thật sự đã làm rung động trái tim của những người lính trận. Trái tim chẳng từng như chai sạn trong cuộc chiến tàn khốc này. Khi giải đi, vô tình chiếc váy xà rông bị tụt xuống dưới đất đập vào mắt tôi Cô bé thì luống cuống xấu hổ Tôi thì mắc cỡ Không biết giải quyết như thế nào Đành nhắm mắt Lấy vội chiếc váy Kéo lên cột lại cho cô bé Mà thật tình Trái tim đập thỉnh tịch Muốn rớt ra ngoài vì mắc cỡ Thật sự Lúc đi lính Tôi cũng chưa một lần nắm tay người con gái nào Nói chung là chưa biết gì Thử hỏi đứng trước một tình huống khó xử như vậy Ai mà không ngại ngùng 9 giờ Tôi dẫn trung đội 3 đi càn quét lên cao điểm 531. Tôi đi trước đội hình vì rừng ở cao điểm này là rừng nguyên sinh rất rậm, có khá nhiều dây leo nên việc vận động đi lại vô cùng khó khăn. Một tiếng nổ khô khốc bao trùm lên phía trước. Tôi nép vào một thân cây to để quan sát. Thấy một đường mòn ở phía trước. Theo kinh nghiệm người lính, tôi né đường mòn bước lên 5 mét thì phát hiện một cô bé Pol nằm ôm chân rên la. Thì ra thấy tôi Bóng hồng này bỏ chạy, đạp phải mình do chính đồng bọn nó gài lại, nhằm sát thương chúng tôi khi truy kích. Quan sát thật kỹ các hướng, không thấy động tĩnh. Tôi rút băng cá nhân băng lại cho cô bé và để lại một ít nước gạo sấy, mì tôm cho cô bé này. Tôi quay xuống tìm đồng đội, họ đã ôm tôi khóc vì nghĩ tôi đã hy sinh. Lúc đó chỉ mong rằng cô bé đó sống, vì tình người với người mà tôi đã nghĩ như vậy. Mỗi người nhai vội một chút gạo sấy, uống vội một hớp nước, xuống đỉnh cao điểm 531 thì gặp ba thằng pốt, hai gái một trai, triển khai vây bắt nhưng ngôn ngữ bất đồng, không biết nói như thế nào để chúng đưa tay ra trói. Lúc đó, Ngọc, trinh sát đại đội 21 đi tăng cường với chúng tôi nói rằng: "Anh Trung, để em vào bắt tên địch này." Tôi đồng ý. Không biết như thế nào, khi vào đánh bị nó đánh chảy máu mũi Quang mang khẩu B40, mới nói "Để em." Quang, tôi nhớ là người Quảng Nam cùng Ngọc, hai bên vào, đang ở thế giằng co, bất ngờ đồng đội Lan không biết từ đâu phía sau bắn tên này ngã xuống, Quang cũng ngã xuống luôn, máu nóng nổi lên, khi thấy lính mình chết, tôi rượt Lan bỏ chạy vì sợ tôi bắn. Cũng may, Quang không bị gì cả, không còn cách gì khác, chúng tôi xử lý nốt ba thằng này rồi rút lên cao điểm 62, chốt giữ chờ lệnh của cấp trên. Ngày 27 Tết năm đó, tôi dẫn 15 tay súng rời đội hình đại đội 9, đào giao thông hào, hầm cá nhân tại cao điểm 531 đánh địch phản kích. Lần đầu tiên, cánh lính nhập ngũ năm 1984, họ đã khóc. Nước mắt họ đã rơi thật sự trong nỗi nhớ quê hương, gia đình, vợ con. Lần đầu tiên, họ biết thế nào là sự gian khổ ngoài sức chịu đựng của họ, trong căng thẳng tột độ của cuộc chiến, trong cái Tết đầu tiên giữa rừng già Thái Lan, nếu không vì nhiệm vụ, có lẽ tôi đã bắn lên trời đúng 31 viên đạn AK, ngửa mặt lên trời và hét thật to vì cái gì mà chúng tôi đã bỏ cả tuổi thanh xuân, hoài bão, ước mơ, tuổi trẻ tươi đẹp, một đời người trong cuộc chiến tàn khốc này. Tôi đã nén nước mắt, khóc được trong lòng. Động viên anh em cùng vượt qua 30 Tết năm đó Chúng tôi đón giao thừa trong im lặng Đến giận người Giữa lòng đất địch Đêm giao thừa Bốn quả cối của bốn đại đội được bắn ra Lạc lõng giữa rừng già Thái Lan Đón nhận một cái Tết Nơi đất lạ xứ người Của những người lính viễn trinh Tháng 2 năm đó Chúng tôi vượt qua dãy Đăng Rách Trở về hậu cứ Chuẩn bị cho trận đánh tiêu diệt căn cứ Phanon Can Tung Chiến dịch K3 Trận đánh ngã Ba Biên Sau tổng kết, tiểu đoàn 3 loại khỏi vòng chiến đấu 137 tên Bắt sống 256 tên Thu toàn bộ vũ khí, trang bị Phía ta hy sinh một đồng đội tên Hổ, người Thuận Hải Nay là Bình Thuận Đây là một trận đánh duy nhất trong đội hình trung đoàn 95 Sư đoàn 307, tiểu đoàn 3 tham gia Nên các đồng đội sư 307 ít biết đến trận đánh này Tôi chỉ kể trong những phạm vi Đơn vị tôi tham chiến Đồng đội nào có tham chiến tận này Thì xin được bổ sung thêm Chiến dịch K3 Trận đánh căn cứ Phan Non Càn Tùng Ngày mùng 5 tháng 3 Năm 1985 8 giờ Ngày mùng 5 Tết Năm 1985 Liên lạc đại đội đi cùng một số đồng chí Lên điểm cao 531 Nơi tôi và 15 tay súng Chốt giữ đánh địch phản kích trận đánh ngã ba biên đưa mệnh lệnh của đại đội quay về nơi đại đội chín đóng quân rút về hậu cứ kiểm tra lại tất cả vũ khí con người chúng tôi lặng lẽ rời vị trí gia nhập vào đội hình tiểu đoàn ba lại băng rừng lội suối vượt qua dãy đăng rách một cách mệt nhọc ba ngày sau chúng tôi về hậu cứ đóng dưới chân chùa brekvihia nhìn vào những chiếc giường nằm của đồng đội hy sinh trong trận đánh vừa qua mà ngậm ngùi thương tiếc sao mà trống vắng Còn đâu những buổi chiều khi làm xong công việc Đơn vị lại tập trung ra sân bóng chia làm hai phe Đá với nhau những pha bóng nảy lửa Còn đâu những lúc liên hoan đơn vị ngồi cạnh nhau rót ba bát sắt chia nhau uống từng ngụm rượu Sướng lên bài hát Xuân này con không về Cho vơi đi nỗi nhớ tổ quốc quê hương Tổ ấm của từng người Các đồng đội hãy yên nghỉ thanh thản Chờ ngày thuận lợi nhất đồng đội sẽ đưa các anh về nơi đất mẹ ngàn năm, nơi mà trước lúc ra đi không hẹn ngày trở lại. Một tuần sau, đại đội 9 và các đội đội trong tiểu đoàn huấn luyện, bài tập vận động tấn công đánh địch trong công sự vững chắc, hành quân đường dài với 20 lít nước cõng trên vai và nửa lít nước để uống cho cuộc hành quân. Rút kinh nghiệm từ trận khát nước, hy sinh nhiều đồng đội vì thiếu nước. Trong một ngày hành quân, chỉ uống đúng nửa lít đó để cơ thể quen dần, làm kế sinh tồn cho những trận đánh sau này. Chúng tôi hành quân lên chùa Breakviewia, nơi ca một đóng quân, lặng lẽ đổ nước vào hồ dự trữ ở trên chùa, hít một hơi thở thật sâu để cảm nhận cái khí hậu mát lạnh quanh năm nơi điểm cao 606 này không khác gì Đà Lạt mà cảm thấy yên bình. Rời chùa Breakviewia, những ngày sau đó chúng tôi bắt đầu bắn đạn thật trong bài tập đánh địch trong công sự vững chắc, chuẩn bị cho trận đánh. Ngày 20 tháng 2 cùng năm, nhận lệnh từ tiểu đoàn, cán bộ từ trung đội trưởng trở lên về trung đoàn nghe hai vị tướng tư lệnh quân khu 5 giao nhiệm vụ đánh mục tiêu cụ thể cho từng đơn vị. Lúc đó, Thủ trưởng Nguyễn Trơn và Thủ trưởng Nguyễn Huy Trương làm tư lệnh chiến dịch. Khi phổ biến mới biết rằng lực lượng tam chiến cho trận đánh này hầu hết là những đơn vị thiện chiến nhất của quân khu và mặt trận 579, gồm các sư đoàn 307, sư 315, sư đoàn 1, sư đoàn 2, tiểu đoàn đặc công 407, công binh chính sát, pháo binh phòng không và các đơn vị cơ hữu khác. Với lực lượng hùng mạnh như vậy, tập trung cho trận đánh, đủ biết tầm quan trọng và tính chất khốc liệt của nó như thế nào đối với chúng tôi. Sau cuộc họp, về lại đơn vị nhận vũ khí đạn dược, trang thiết bị cá nhân Lần này mang theo cả mặt nạ Chống độc Phòng địch dùng vũ khí hóa học Sát hại chúng tôi khi ở bước đường cùng Vũ khí hóa học Theo quy ước Liên Hợp Quốc Không được sử dụng Lần này có lẽ chúng tôi nhận nhiều nhất Là liệu đạn MK3 Loại chuyên đánh trong hầm hào Khi tấn công vô cùng hiệu quả Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh Ngày 28 tháng 2 Chúng tôi rời cứ gia nhập về đội hình trung đoàn 95 bắt đầu cuộc chiến. 6 ngày đêm cho cuộc hành quân, phải nói là vô cùng vất vả. Vừa đi vừa ngủ, vượt qua những địa hình treo leo hiểm trở. Sáng ngày mùng 5 tháng 3, chúng tôi tiếp cận được mục tiêu tiến vào trận địa. Một trận địa vô cùng rộng, doanh trại nhiều vô kể. Toàn bộ lực lượng địch hầu như đã tháo chạy. Trong cứ này có một dãy nhà ghi toàn tiếng Việt. Sau này mới biết là có lực lượng lưu vong người Việt ở chung căn cứ này với bọn bồn Pot. Tảo Thanh trận địa chờ bắt liên lạc với trung đoàn 1 sư đoàn 2. Theo quy ước, trận đánh trung đoàn 95 sư 307 chúng tôi sẽ bắt liên lạc với trung đoàn 1 sư 2 tại trục 30. Khóa chặt nơi này, đánh các lực lượng rút chạy về Thái Lan. Nhưng không hiểu sao, một ngày một đêm chờ bắt liên lạc với trung đoàn 1 mà không thấy gì. Mãi tới 4 giờ chiều hôm sau, nghe có 3 tiếng súng AK, tôi đáp trả lại hai tiếng súng. Tiến tới bắt liên lạc tôi Hô Tuấn bên kia Hô Chu Vậy là chúng tôi gặp nhau Theo hợp đồng khi bắt liên lạc 2 cộng 3 bằng 5 Tiếng súng đó là quân mình Tên Chu là thủ trưởng trung đoàn 1 Tên Tuấn là thủ trưởng trung đoàn 95 Đi trong đội hình trung đoàn Có một nhà báo kiêm phái viên chiến trường Ông có hỏi tôi đây là đơn vị nào Tôi báo cáo thủ trưởng Đây là đại đội 9 Trung đoàn 95 Sư 307 Ông nói chín năm các cậu đi tới trục chặt chứ không phải trục ba mươi tôi nói với ông rằng điều đó em không biết sai đúng như thế nào là do các cấp chỉ huy nhiệm vụ của tụi em chỉ biết nơi này bắt liên lạc với trung đoàn một sư đoàn hai đánh địch tháo chạy tôi trả lời vậy xong ông mới nói cho người dẫn ông về trung đoàn sau này mới biết trung đoàn chín không những đã đến trục ba mươi mà còn vượt qua trục ba theo hợp đồng sau trận đánh, nghe nói thủ trưởng Chu, trung đoàn trưởng bị kỷ luật vì trung đoàn 1 không đến nơi đúng quy định theo hiệp đồng tác chiến. Ở lại đó khoảng 10 ngày, chúng tôi đốt phá cứ điểm này rồi theo hướng 600 tây rút về hậu cứ. Giờ ngồi nghĩ lại trận đánh này, nếu địch không rút chạy theo lỗ hổng của trung đoàn 1 thì có lẽ đây là trận đánh đẫm máu nhất cho cả hai phía, bởi lẽ khi đã bước đến đường cùng với hai sư đoàn chúng sẽ chiến đấu quyết liệt để mở đường máu rút chạy khi cuộc chiến bùng nổ sẽ xảy ra thương vong rất lớn với cả hai bên thôi cũng may là cho cả hai bên tham chiến nếu không chưa chắc gì hôm nay tôi còn sống để hồi tưởng lại về trận đánh này tôi chỉ hồi tưởng lại trong trận đánh đơn vị tôi tham chiến bảy tháng sau đó chúng tôi tiến về xiêm riệp đánh chiếm cứ điểm núi hồng Chiến dịch núi Hồng cuối tháng 11 năm 1985 Sau khi đánh chiếm xong cứ điểm Phan Nong Can Tung ngày 5 tháng 3 năm 1985 chúng tôi ở lại cứ này truy quét tàu thanh trận địa phá hủy toàn bộ nhà cửa kho tàng của Pol Pot Nửa tháng sau đó nhận lệnh của cấp trên đại đội 9 rời bỏ trận địa Z13 này kiểm tra lại tất tật lần cuối cùng chúng tôi hành quân thẳng tiến về hướng 600 Tây vượt qua rông này chúng tôi về lại đất Campuchia. Thấy quân ta và quân bạn Campuchia cùng dân đang rào biên giới. Hướng về cao điểm 202, suối Tre. Lính 307 gọi suối Tre là ngầm ông Yến. Nơi có một ngầm nước duy nhất mà K-10 cùng các đơn vị khác đánh chiếm cho được và giữ vững nơi này để pháo và lập trận địa bắn phá cứ điểm địch. Hầm nước ấy đã cứu sống biết bao đồng đội trong trận đánh ngày 3 tháng 4 năm 1983 đó là trận khát nước Và cứ điểm 547 lần 3 Cái ngầm ông Yến ấy Còn lưu lại dấu tích Nơi mà tất cả 9 đồng đội Đại đội 16, trung đoàn 95 đã hy sinh Tất cả đều là người Bình Sơn, Quảng Ngãi Họ rút ra nghỉ lại dưới ngầm ông Yến Đã bị một quả H-12 của địch Phản pháo Hy sinh một cách chua sót Thời điểm khi rút ra Bắt gặp ngầm nước này Thấy nước như bắt được vàng Tôi liền uống thật nhiều cho thỏa mãn cơn khát Rồi ngất xỉu luôn Khi tỉnh dậy mới thấy mình ở trên đỉnh suối Cùng cánh quân tiểu đoàn 10 Sau mới biết rằng anh Mật tự là Hùng Toát Và anh Trấn đã cứu sống tôi Hạ anh người nghĩa tránh quảng ngãi Hiện các anh đã mất Tôi nhớ khi vừa có tiếng hỏa tiễn H12 Lao qua nghe như tiếng bỏ giống Thì nó đã nộ Nếu nó rơi trúng đỉnh suối Thì có lẽ tôi và các đồng đội K-10 đã hy sinh. Cũng thật may mắn cho tôi và các đồng đội K-10. Nhưng thật đáng tiếc cho 9 đồng đội C-16. Họ đã hy sinh một cách đau đớn với viên đạn H-12 mồ côi đó của bọn giặc Pol Pot. Sốc lại đội hình, chúng tôi rời ngầm ông Yến, đi về hướng làng tranh, trở về hậu cứ. 4 tháng cho ba chiến dịch liên tiếp, ba trận đánh thật sự vắt cả sức lượng chúng tôi. Giờ nghĩ lại, không biết động lực nào giúp những người lính bộ binh chịu đựng bao gian khổ vượt qua mọi gian nan nguy hiểm chiến đấu với kẻ thù sống chết trong gang tấc với một niềm tin mãnh liệt chiến đấu và chiến thắng mới có ngày trở về tổ quốc bảy tháng sau tháng mười một cùng năm chúng tôi lại chuẩn bị cho trận đánh núi hồng mọi thứ đã sẵn sàng bỏ lại tất cả hành trang cá nhân không cần thiết cho trận đánh đại đội chín chúng tôi hòa nhập về tiểu đoàn Hành quân về trung đoàn bộ trung đoàn 95, chuẩn bị xuất phát. Đây là lần cuối cùng chúng tôi rời bỏ hậu cứ, không trở lại nơi này. Tạm biệt những địa danh không quên của những người lính với chùa Brickvihia, nhà nghỉ Sihanuk, nơi tại đội 10 đóng quân, hồ nước C13, vườn xoài, những cao điểm 500, 300, 428. Những cao điểm này xảy ra những trận chiến đấu như núi cụt, ngã ba biên, 600 đông, 600 tây cứ điểm 547 những địa danh in hẳn trong tâm trí của những người lính sư đoàn 307. Dấu chân của họ đã tung hoành khắp nơi đây và mãi đến bây giờ những người lính không thể quên được những địa danh này mỗi khi nhắc lại. Ba ngày hai đêm trong cuộc hành quân, chúng tôi tiến về núi Hồng, đánh địch ở khu vực Tà Ben Sa, vai xã Doan. Tôi nhớ lúc đó khoảng gần 5 giờ sáng, Chúng tôi lặng lẽ tiến vào mục tiêu Trong làng Địch đâu không thấy Chỉ thấy toàn là dân Họ nhìn chúng tôi một cách ngơ ngác Không hiểu chuyện gì xảy ra Sau này mới biết Địch có nội gián Tên huyện đội phó huyện Cu Len Đã biết tin báo cho địch rút chạy Nếu địch không biết trước để bỏ chạy Chắc dân ở đây sẽ bị thương vong nhiều nhất Khi chốt lại nơi này Truy quét địch Chúng tôi hoàn toàn thiếu lương thực Đói đến nỗi 17 tay súng chúng tôi đóng độc lập mà trong ba lô tôi còn đúng một bịch gạo sấy ba hay bốn gam gì đó đành phải xuống suối bắt chai hến nấu cháo thật loãng để ăn cầm hơi còn đau củ mài ăn chống đói hết củ mài đến củ nần ăn say đến nôn mửa cả mật xanh mật vàng đói đến cồn cào bùn rủn tay chân trong khi đó chỉ cách khoảng ba cây số là có nhà dân ở vào làng đổi gạo sẽ có cái ăn nhưng vì chín điều quy định trên chiến trường mà chúng tôi đành phải chấp hành khi quân lệnh như sơn chấp nhận tất cả. Vài ngày sau, lực lượng vận tải đã chi viện lương thực cho chúng tôi. Một trận đói vì hết lương thực, một trận chết khát vì thiếu nước làm cho những người lính sư đoàn 307 chúng tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Nửa tháng sau, nhận lệnh của tiểu đoàn, tôi về nhận quyết định từ đại đội 9 về chỉ huy C-10 bắt tay từng đồng đội C9 thay lời tạm biệt. Những đồng đội đã từng sống và chiến đấu với tôi trong một đại đội 9 anh hùng. Trở lại đại đội 10, nhận lệnh từ sở chỉ huy tiểu đoàn, kết hợp với trinh sát tiểu đoàn do đồng hương nghiệp dẫn đường, tôi chỉ huy chung đi truy quét và bắt liên lạc với trung đoàn 88, sư 302. Hai ngày đêm cho cuộc hành quân đó, có một đồng đội đã khóc vì sức chịu đựng không thể tưởng tượng được của các đồng đội. Đến nỗi anh ấy phải tốt lên rằng Anh Trung ơi, những gì đã diễn ra ở nơi này sao nó khác xa với những gì được học ở trường lục quân quá. Gian khổ ngoài sức tưởng tượng của em. Một trung úy lục quân mới rời ghế nhà trường bước vào một trận đánh chưa trải qua gian khổ. Điều họ nói thật từ đáy lòng với chúng tôi là hết sức bình thường. Vì ai lúc là lính cũng vậy thôi Khó thích nghi với cuộc chiến ban đầu Tôi động viên anh Cố gắng cùng các đồng đội Hoàn thành nhiệm vụ Hai ngày sau Chúng tôi bắt liên lạc với trung đoàn 88 Sư 302 mặt trận 479 Và phân chia đảm trách khu vực hoạt động Nhằm tránh tình trạng Quân ta chiến thắng quân mình Khu vực núi Hồng tỉnh Siêm Riệp Do Sư 302 mặt trận 479 đảm nhiệm Nhưng không hiểu vì lý do gì Chúng tôi tiến đánh khu vực này Quay về lại xã John Tôi dẫn toàn bộ đại đội 10 Chốt giữ thành cổ Korek một thời gian Đến ngày 18 tháng 12 Năm 1985 Chúng tôi nhận lệnh Từ bỏ nơi chốt chặn Quay về Tà Pen Tạm biệt thành cổ Korek Thủ đô một thời của đế chế Angkor hùng mạnh Nhưng đã hoang tàn Và đổ nát theo thời gian Giữa rừng già âm u cô tịch Sốc lại ba lô Chúng tôi cùng với lực lượng trinh sát lên đường Sau một đêm, một ngày hành quân 4 giờ chiều, chúng tôi về tới sân bay Tà Pen Đại đội chúng tôi đi tiền trạng cho đội hình tiểu đoàn 3 Sau này về nơi đóng quân Lần đầu tiên những tàng lính trận mạc chúng tôi được tiếp xúc với dân Được ngủ một giấc ngủ ngon nhất, không tiếng súng 3 năm sau 1989 Sau khi bàn giao lại tất cả cho lực lượng vũ trang bạn Chúng tôi được lệnh rút quân về nước Chúng tôi đã góp phần đập tan một chế độ tàn ác nhất Cứu dân tộc Campuchia bên bờ diệt chủng Mười năm trong cuộc chiến ấy Cái giá phải trả cho hòa bình của đất nước bạn Đối với sư 307 chúng tôi là vô cùng lớn 3.490 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh Chưa kể hàng nghìn bệnh binh, thương binh tàn tật Trong cuộc chiến tranh đó Chúng tôi, những người lính may mắn sống sót Bước ra từ cuộc chiến tranh đó rất hiểu sự tàn khốc của cuộc chiến tranh và cũng hiểu rất rõ giá trị của hòa bình. Xin đừng có cuộc chiến tranh nào nữa để nhân loại sống trong hòa bình, trong hạnh phúc. Sau trận đánh vào cao điểm 400, phía Tây khu vực đồi 428 thắng lợi, tất cả các đơn vị trở về hậu cứ nghỉ ngơi, bắt tay vào xây dựng, củng cố doanh trại, tăng gia cải thiện đời sống, chuẩn bị tinh thần cho những trận đánh ở phía trước đang chờ họ. Điều chắc chắn là cái tên cụm cứ điểm 547 lúc bấy giờ là mục tiêu số 1 của các cấp chỉ huy trung đoàn 95, sư đoàn 307. Trinh sát của trung đoàn theo nhiệm vụ được giao đã tung lực lượng vào khu vực 547 rất nhiều lần, theo từng tốp nhóm nhỏ lẻ nhằm điều nghiên thật chi tiết khu vực đóng quân của địch. Đã bị ta tấn công lần trước nên địch bố phòng khu vực này chặt chẽ hơn trước, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập tấn công của ta. Từ đây hiện lên rất nhiều những từ địa nguy hiểm cho những người lính trinh sát và cánh lính bộ binh chúng tôi về sau này. Tháng 12 năm 1982, khi cánh lính nhập ngũ năm 82 chúng tôi gia nhập về sư đoàn 307 và trung đoàn 95, lần đầu tiên tôi chứng kiến sự chết chóc nơi chiến trận. Đó là sự ra đi của hai đồng đội trinh sát 21. Tôi nhớ lúc đó vào khoảng 7 giờ tối, các anh được đồng đội đưa về nằm tại nhà xác trung đoàn. Tôi có đến tắp nhang cho hai anh một nén. Các anh hy sinh trong lúc đi địa hình cho trận đánh ngày 27 tháng 1 năm 1983. Không ai vướng phải miền địch. Khó khăn trồng chất cho các anh trình sát 21 nơi cụm cứ điểm 547 này. Họ đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tìm mọi cách có thể để xâm nhập vào nơi đồn trú của địch bằng nghiệp vụ của mình. Cuối cùng, các đường đi, lối lại và cả cách bố trí phòng thủ của địch được báo về Sở Chỉ huy Trung đoàn. Phương án tác chiến, tấn công và sao huyệt của địch ở tất cả các mũi, các hướng đều được thể hiện một cách rõ ràng trên mô hình sa bàn. Tất cả các cán bộ, các cấp của các đơn vị tam chiến được lệnh tập trung về Sở Chỉ huy Trung đoàn 95, nhận nhiệm vụ cho trận đánh này và mọi thứ đã sẵn sàng. Quy mô lực lượng tam chiến lần này là đội hình trung đoàn thiếu. Đơn vị được giao nhiệm vụ đánh vào hướng chính diện là tiểu đoàn 3, gồm đại đội 9, đại đội 10, một nửa quân số đại đội 11. Vì đại đội 11 còn phải để lại quân số chốt giữ cao điểm 300 và hậu cứ cùng các lực lượng khác bảo vệ chùa, phòng khi địch tấn công. Tiểu đoàn 10 gồm mũi đại đội 3 do anh Hoàng Thiền, tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy, có tăng cường hỏa lực của đại đội 4 Đại đội 2 do anh Nghị, đại đội phó chỉ huy. Chỉ huy tiểu đoàn của anh Dũng, tiểu đoàn phó đi cùng. Lực lượng tiểu đoàn 2 có đại đội 7, tăng cường khẩu đội 82, một khẩu 12 ly 7 của đại đội 8. Ngoài ra, còn có lực lượng các đơn vị trực thuộc trung đoàn, gồm đại đội 13 cối 120 ly, đại đội 21 trinh sát, đại đội 19 vận tải, đại đội 17 thông tin, cùng đại đội 18 trạm xá. Chỉ huy cấp sư đoàn tại sở chỉ huy tiền phương là thủ trưởng lê an chỉ huy cấp trung đoàn lần này có anh lê văn D trung đoàn trưởng anh trần bá khánh phó trung đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng trung đoàn anh lê đức thắng trung đoàn phó chính trị ngày hai mươi lăm tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba các tổ trinh sát lặng lẽ dẫn đội hình trung đoàn rời hậu cứ thẳng tiến về hướng cao điểm năm bốn bảy vừa rời khỏi trung đoàn được vài cây số thì có một tình huống bất ngờ xảy ra, làm vỡ kế hoạch tác chiến. Các đồng đội tham gia trận đánh này chắc còn nhớ rõ, trên đường hành quân qua đoạn này có một dây rừng vắt ngang qua đường. Khi qua đây, mọi người đều phải bước qua sợi dây đó để vượt lên phía trước. Tuy nhiên, đến lượt đại đội 10, có một đồng đội anh Nguyễn Đình Thơ, mang khẩu B40, vô tình đạp phải sợi dây này. Đây chính là sợi dây mà ông đã làm tổ ở trên đó đàn ông bị đánh động và ngay lập tức chúng tung ra tấn công mọi người xung quanh, làm cho cả đội hình hành quân nhốn nháo hoảng loạn. Theo như là anh Châu Thái Phi, trinh sát pháo đại đội 13 đã chứng kiến và kể lại thì tổ ong này khá to, hình thù gần giống như chiếc võng của lính ta. Đàn ông như vỡ tổ tấn công đội hình hành quân. Chúng như truy đuổi tất cả mọi người, đến mức một số anh em phải ngụp lặn xuống hầm nước gần đó. Nhưng khi vừa ngóc đầu lên thì đàn ong lại tiếp tục tấn công, buộc phải lặn xuống và cứ như vậy, tất cả mọi người đều phải tìm cách đối phó với đàn ong. Nhiều đồng đội bị ong đốt đã lên cơn sốt, có người nặng hơn chuyển sang tím tái ngất xỉu, không thể nào tiếp tục hành quân được. Vậy đó, một tình huống hoàn toàn nằm ngoài phương án tác chiến. Đội hình hành quân cấp trung đoàn đành phải dừng lại chỉ vì những chú ong rừng nhỏ bé kia. Tất cả đều phải quay về nơi xuất phát ban đầu để cấp cứu cho một số anh em bị ong đốt. Trong đó có anh Trần Thìn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 cũng để lại nhiều kỷ niệm trong trận ong chiến này. Mãi đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc về cuộc hành quân trong một lần bị ong đốt là những người cựu binh trung đoàn 95 đều nhớ ngay đến trận tập kích lần thứ hai vào cụm cứ điểm 547. Qua một đêm được chăm sóc thuốc men, tất cả số anh em bị ong đốt đều được bình phục, đội hình đã ổn định và ngay trong sáng hôm sau, cuộc hành quân một lần nữa trở lại vạch xuất phát. Sau một ngày một đêm, đội hình hành quân cũng đến được khu vực tác chiến. Trinh sát trung đoàn, tiểu đoàn đã đưa bộ binh tiềm nhập vào các vị trí theo phương án. Hướng tấn công của tiểu đoàn 3 do anh Trần Thìn, tiểu đoàn trưởng chỉ huy các đơn vị lần lượt tiếp cận mục tiêu. Đại đội 10 do anh Triệu Đình Chuyên, đại đội trưởng, đưa bộ đội từng bước áp sát mục tiêu. Khi tiến vào bãi suối cạn, phát hiện một con đường mòn rất lớn, địch đi về đồi 547. Anh Chuyên liền báo cáo xin ý kiến chỉ huy tiểu đoàn và được lệnh cho triển khai đội hình phục kích trên đoạn đường này. Khi phát hiện tốp địch đi từ ngoài về căn cứ của chúng, đại đội 10 chờ cho chúng vào ổ phục kích mới nổ súng. Tốp địch đã bị tiêu diệt gọn. Lúc này hướng đại đội 9 do anh Nguyễn Viết Ánh, quyền đại đội trưởng, cùng hai đại đội phó là anh Đoàn Sa, anh Hoàng Long Giang, chỉ huy theo con đường mòn tiến vào thùng lũng 547. Khi đại đội 9 triển khai đội hình hàng ngang tiến vào thì lọt vào bãi mìn của địch làm cho anh em ta hy sinh và thương vong khá nhiều. Trung đội chỉ còn lại 4 người do anh Hoàng Long Giang chỉ huy, gồm anh Nguyễn Nhĩ, anh Tâm, hai anh hiện đang ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, và một đồng đội lính 1982 quê ở Phú Yên. Về sau, đồng đội này hy sinh trong trận khát nước. Anh Giang cùng bốn anh em tiếp tục tiến sâu vào trong căn cứ địch. Nhưng lúc này, như không gặp bất cứ sự phản kháng nào của địch, thì ra địch đã rút quân và tập trung lực lượng chuyển hướng tấn công vào sở chỉ huy tiền phương của ta. Lúc này, lực lượng còn lại của đại đội 9, ngoài lực lượng đi cùng anh Hoàng Long Giang, vẫn đang tiếp tục khắc phục bãi mìn ở hướng tiến công. Theo nhận định và kể lại của một số đồng đội ở tiểu đoàn 10, thì trận đánh này dường như lực lượng ta đã bị bại lộ. Do vậy, nên địch đã thực hiện phương án vườn không nhà trống. Chúng đã bố trí lực lượng nghi binh và ta đã mắc bẫy khi đưa bộ đội tiến sâu vào trong, ta đã bị lực lượng phòng ngự của chúng chủ động đánh trả quyết liệt. Tại hướng tấn công của tiểu đoàn 10, đội hình chiến đấu được triển khai tiềm nhập theo hình chữ V trước khu vực bãi trạng 547. Mũi đại đội 2 bố trí ở phía Nam, đại đội 3 ở phía Bắc, trận địa cối 82 của đại đội 4 nằm ở sau lưng đại đội 2, trận địa cối 106,7 ly của đại đội 13 được bố trí phía sau sở chỉ huy trung đoàn do anh Lê Văn trực tiếp chỉ huy. Đêm ngày 26 tháng 1 năm 83, trinh sát đưa quân vào tiềm nhập, triển khai đội hình chiến đấu. Đúng giờ g, trung đoàn phát lệnh khai hỏa. Cối Bảy ly và cối 82 cấp tập bắn vào khu vực 547. 5 phút sau, toàn bộ các đơn vị bộ binh đồng loạt nổ súng. Sau đó bộ đội ta ở tất cả các hướng cùng xung phong vận động tiến vào mục tiêu của địch. Sau khi vận động vượt qua hai bãi trảng đến tụ thủy thứ hai, ta vẫn chưa phát hiện được căn cứ của địch. Đội hình tiếp tục vận động vào sâu 50 mét nữa. Đến lúc này mới phát hiện thấy bốn căn nhà. Ngay lập tức, anh nghĩ đã đội phó cho anh em vận động vào khu vực có nhà. vừa tiến lên được khoảng vài chục mét, thì nhìn thấy bốn tên lính Pol Pot cách chừng 50 mét từ trong nhà tháo chạy ra bìa rừng. Anh em ta vừa bắn, vừa hô sung phong nhưng không hề thấy chúng bắn trả. Thừa thắng sông lên, tất cả các em ta lúc này răng hàng ngang tiến vào. Nhưng vừa tiến được một đoạn, thì bất ngờ các loại hỏa lực DKZ cối 82 đại liên 12 ly 7 trên sườn đồi bắn xối xả xuống đội hình của ta. Lúc này, toàn bộ đội hình của ta nằm phơi thân ngoài bãi trạng đưa lưng cho chúng bắn vì trận địa địch ở trên cao nhìn xuống quan sát rất rõ đội hình của ta cầm cự được khoảng 30 phút thì tất cả đều phải rút lui theo lệnh của chỉ huy tiểu đoàn. Có một chi tiết xảy ra ngoài dự kiến. Anh Trương Công Hùng thông tin khi cối khai hỏa một cục đất văng vào tổ hợp nói theo phản xạ tự nhiên anh hự một tiếng làm cả mạng hai oát tiểu đoàn 10 tung tin lão Hùng hy sinh rồi. Trở lại hướng tấn công của tiểu đoàn 3 trong lúc tiểu đoàn 10 bên ngoài đang tổ chức lui binh để bảo toàn lực lượng thì đại đội 9 tiểu đoàn 3 đang bị địch bao vây trong khu vực thung lũng 547. Trước tình hình nguy cấp, Trung đoàn trưởng Lê Văn Đê đã lệnh cho đại đội 21 trinh sát do anh Lập, biệt danh Lập Thẹo, đại đội trưởng chỉ huy, tập hợp hai lực lượng tạo thành một mũi tấn công, mở đường máu, đánh vỗ mặt vào lực lượng của địch, chỉ viện cho đại đội 9. Sau khi bắt được liên lạc với đại đội 9, cả hai cùng vượt qua chính bãi mìn lúc vào để mở đường vì lúc này không còn con đường nào khác an toàn hơn. Một số anh em may mắn không bị thương do đạn địch khẩn trương dìu anh em thương binh ra. Chấp nhận để lại các đồng đội đã hy sinh sẽ vào giải quyết sau để bảo toàn lực lượng. Quân số đại đội 9 bị tổn thất quá lớn. Lúc này hướng đại đội 10 do anh Triệu Đình Chuyên chỉ huy chi viện cho hướng đại đội 9 đã gặp nhau tại bãi suối cạn đội hình tiểu đoàn 3 cùng lực lượng trinh sát trung đoàn lập tức rút ra sở chỉ huy tiền phương trung đoàn nhờ sự chi viện của cối 120 ly và pháo binh trung đoàn 576 bắn vào căn cứ địch chặn đường truy kích của chúng đồng thời tổ chức lại lực lượng cùng với các đơn vị khác tấn công lực lượng địch đang tổ chức phản kích chặn đường rút quân của ta tại suối tre về hướng sở chỉ huy tiền phương trung đoàn do anh lê đức thăng chỉ huy địch tập trung một lực lượng lớn được trang bị hỏa lực đánh vào sở chỉ huy và chạm phẫu trung đoàn là nơi tập kết tạm thời các thương bệnh binh để cấp cứu và chuyển về phía sau. địch mở ba đợt tấn công liên tục, chúng dùng B40, B41 và đạn AT bắn vào sở chỉ huy với cường độ tấn công rất mạnh. tất cả các bộ phận bảo vệ sở chỉ huy đều được huy động lực lượng tối đa chống trả quyết liệt. Nhằm bảo vệ bằng được anh em thương binh Tử sĩ Cầu đội 12 ly 7 của đại đội 14 Đi cùng với sở chỉ huy trung đoàn Được điều lên phía trên bên kia suối Đã phát huy hết uy lực Bắn vào đội hình địch Chặn đứng các đợt tấn công của địch Sở chỉ huy và thương binh Tử sĩ đã được bảo vệ an toàn Cầu đội 12 ly 7 của ta Bắn đến cháy đỏ cả một góc rừng Nơi địch tập trung lực lượng Tấn công ta Phải chăng sức công phá cùng với tiếng nổ uy hiếp của làn đạn 12 ly 7 cộng với sự phản công quyết liệt của ta buộc địch phải tháo chạy khẩu 12 ly 7 của đại đội 14 đã góp phần làm nên một kỳ tích trong trận đánh này lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng 1 năm 83 sau khi các đơn vị tam chiến rút ra an toàn khỏi khu vực chiến sự trung đoàn ra lệnh toàn bộ đội hình rút ra hướng An Cờ để trở về hậu cứ hôm sau Sư đoàn trưởng Lê An đến thăm Ông ôm chặt đoàn xa Và nói lời động viên Các em đã hoàn thành nhiệm vụ Rồi bắt tay và trò chuyện với anh Lập Đại đội trưởng trinh sát trung đoàn 95 Anh Lập có nói một câu Mà đồng đội Nguyễn Khoa Người đã cùng phân đội 12 ly 7 Bảo vệ an toàn cho sở chỉ huy trung đoàn Nghe được lời anh Lập nói Với sư trưởng Lê An Tôi xin trích nguyên văn lời nói của anh Lập Cách đây đã gần 40 năm Báo cáo thủ trưởng Bọn em đánh cho quân Pol Pot Biết thế nào là sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam Trong trận đánh này Đại đội 9 có bắt được một cô gái Pol Pot Tôi nhớ cô bé đó tên là Sa Tóc cắt ngang vai Người thấp đậm Da ngăm đen Cô bé này là xạ thủ 12 ly 7 Của lực lượng Pol Pot Chặn đánh tập kích vào cụm cứ điểm 547 Của Trung đoàn 95 Lần này tuy thành công về mặt chiến thuật Nhưng phải thừa nhận rằng ta tổn thất cũng không hề nhỏ. Sau trận đánh đó, ban quân lực trung đoàn phải điều động quân số ở các đơn vị khác để bổ sung cho đại đội 9 vì đã bị hao hụt quá nhiều. Lần đầu tiên trong đời đối với cánh lính nhập ngũ năm 82, anh em tham chiến trận đánh này trong sự non nớt về tuổi đời và chưa hề có chút kinh nghiệm trận mạc. Ngay trong trận chiến đầu đời binh nghiệp đã cho họ biết thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh trong số những đồng đội hy sinh không ít người đây là trận đánh đầu tiên và cũng là trận đánh cuối cùng họ đã ngã xuống giã từ cuộc chiến giã từ đồng đội giã từ tất cả khi còn quá sớm đồng đội tổ quốc nhớ mãi về họ những anh hùng bất tử trong lòng đồng đội và tổ quốc hôm nay và mãi mãi về sau này